À, chúng ta sẽ tôi sẽ trình bày các anh chị cái phần thứ tư của chương này. Sau khi nghiên cứu xong cung cầu và giá cả thì chúng ta sẽ nghiên cứu đến một cái khái niệm cũng khá là quan trọng và khá là lý thú trong cái phần này. Chúng ta sẽ phân tích sâu hơn một chút về cầu và cung qua một cái khái niệm ta gọi đó là sự co giãn. Sự co giãn của cầu và của cung. Sự co giãn. Đây là chúng ta đi sâu một chút vào cái tính chất của cầu và của cung. À, từ đó rút ra một số cái đặc tính, một số cái ứng dụng của nó rất là lý thú qua khái niệm sự co giãn. Đầu tiên chúng ta nói là co giãn là cái gì? Khái niệm về sự co giãn. Chúng ta cho A và B là hai đại lượng có liên hệ với nhau. Hai đại lượng có liên hệ với nhau có nghĩa là sao? Thế nào là hai đại lượng có liên hệ với nhau? Hai đại lượng được coi là có liên hệ với nhau nếu nó thỏa điều kiện này. Nó thỏa điều kiện là khi A thay đổi kéo theo B thay đổi theo thì ta nói là nó có liên hệ với nhau. Còn nếu mà A thay đổi không làm B thay đổi thì ta nói là đó là hai đại lượng không có liên hệ với nhau. Bất kỳ hai cái vấn đề đó, hai cái đại lượng, hai cái gì đó không biết mà cái này thay đổi dẫn đến cái khác thay đổi theo thì ta gọi là nó có liên hệ với nhau. Nếu ta cho A thay đổi là x phần trăm nào đó, kéo theo B thay đổi là y phần trăm nào đó, do có liên hệ với nhau mà, cho nên là A thay đổi x phần trăm thì sẽ kéo theo là B thay đổi y phần trăm nào đó. Nếu chúng ta lấy phần trăm thay đổi của B chia phần trăm thay đổi của A thì ta sẽ ra được cái công thức tính hệ số co giãn của B theo A. Cái này nó cũng hơi phức tạp một chút. Nhưng mà tôi sẽ đưa ra các anh chị một cái ví dụ cụ thể nó dễ hiểu hơn. Tôi cho cái A. Cái A này. Tôi gọi nó là sản lượng lúa. Cái B tôi gọi nó là số lượng phân bón được sử dụng. Phân bón được sử dụng trên một đơn vị diện tích đất nào đó. Cái này là trên cùng một đơn vị diện tích đất. Thì hai cái này nó có liên hệ với nhau. Đúng không? Nếu mà số lượng phân bón được sử dụng thay đổi thì dẫn đến là sản lượng lúa sẽ thay đổi. Đồng ý chưa? Tôi cho là số lượng phân bón được sử dụng này tăng lên là 10%. Số lượng phân bón được sử dụng tăng lên 10% thì sản lượng lúa tăng lên là 30%. Tôi đã dấu cộng có nghĩa là tăng á. Mối quan hệ này là mối quan hệ đồng biến. Sản lượng số lượng phân bón được sử dụng tăng lên thì sản lượng lúa sẽ tăng lên. Thì tôi lấy phần trăm thay đổi của A tôi chia cho phần trăm thay đổi của B thì tôi sẽ ra là 30% chia cho 10% bằng bằng 3. 3 ở đây là hệ số co giãn của B theo A.
Hệ số co giãn của sản lượng lúa theo phân bón nó là 3. Là 3 theo đúng cái định nghĩa. Thì 3 này nó nói là cái gì? 3 này nói là cái gì? 3 này chính là 3% trên 1%. Đúng chưa? 3 đó chính là 3% trên 1% gì nữa. Thì ý nghĩa con số 3 đó nó nói lên rằng khi số lượng phân bón được sử dụng tăng lên 1% thì số lượng sản lượng lúa sẽ tăng lên 3%. Hệ số co giãn của đại lượng này so với đại lượng khác nó cho chúng ta biết là khi đại lượng này thay đổi 1% thì đại lượng khác sẽ thay đổi bao nhiêu phần trăm. Ba này có nghĩa là khi phân bón tăng 1%, lúa sẽ tăng 3%. Hệ số co giãn của đại lượng này so với đại lượng khác cho chúng ta biết là khi đại lượng này thay đổi 1%, đại lượng khác sẽ thay đổi bao nhiêu phần trăm. Nó đo lường cái mối quan hệ, cái mức độ quan hệ giữa hai đại lượng. Đồng ý không? 1% thay đổi của đại lượng này dẫn đến đại lượng khác thay đổi bao nhiêu phần trăm. Đó là công thức tính hệ số co giãn của đại lượng này so với đại lượng khác. Đó là cái hệ số co giãn nói chung. Bây giờ chúng ta quay lại cái chuyện của mình. Cái chuyện của mình. Chuyện của mình là cái gì? Chúng ta xét hệ số co giãn của cầu theo giá, của nhu cầu theo giá. Chúng ta biết là nhu cầu và giá là hai đại lượng có quan hệ với nhau, đồng ý không? Hai đại lượng có quan hệ với nhau theo quy luật cầu á, giá tăng nhu cầu sẽ giảm, giá giảm nhu cầu sẽ tăng. Hai đại lượng này có quan hệ với nhau, nhưng mà mức độ quan hệ của hai đại lượng này nó sẽ khác nhau giữa các hàng hóa. Giữa các hàng hóa khác nhau thì mức độ quan hệ của hai đại lượng này nó sẽ khác nhau. Tôi lấy ví dụ thế này. Đối với muối chẳng hạn. Muối được coi là một cái loại thực phẩm tối cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng của con người. Mỗi ngày người ta tính là một cơ thể một con người là phải cần 10 gram hay bao nhiêu gram muối đó tôi không biết. Mà tôi quên rồi. Nó có một con số đó, một nhu cầu tối cần thiết. Bây giờ giá muối tăng gấp đôi, nhu cầu về muối có giảm không? Cũng có, nhưng mà giảm rất ít. Giá tăng 100%, tăng gấp đôi, nhu cầu của nó giảm xuống, tôi cho là giảm xuống 5% thôi. Đó là một loại sản phẩm là muối, giá tăng nhiều nhưng mà nhu cầu giảm xuống rất là ít. Cái sản phẩm thứ hai ngược lại, tôi cho nó là nước ngọt Coca-Cola. Bây giờ giá nước ngọt Coca-Cola tăng lên 10%. Thì các anh chị nghĩ là điều gì sẽ xảy ra? Nhu cầu giảm xuống rất là mạnh. Bởi vì có rất nhiều cái loại nước ngọt khác có thể thay thế cho nó. Pepsi đủ thứ chuyện trên đời. Anh chỉ cần tăng giá 10%, nhu cầu anh giảm xuống có khi 30%. Thì chúng ta thấy là mức độ nghịch biến giữa giá cả và nhu cầu của những sản phẩm khác nhau thì nó khác nhau. Đối với muối, giá tăng gấp đôi, nhu cầu giảm xuống có 5% mà thôi. Đối với nước ngọt Coca-Cola, giá tăng 10%, nhu cầu giảm xuống tới 30% lận. Rõ ràng là mức độ nghịch biến giữa giá cả và nhu cầu của những sản phẩm khác nhau thì nó khác nhau. Đồng ý không? Bây giờ, các nhà kinh tế người ta muốn rằng có một cái công cụ nào đó để đo lường mức độ nghịch biến giữa giá cả và nhu cầu của những sản phẩm khác nhau đó. Nếu đo được chuyện này chúng ta sẽ làm được nhiều chuyện khác. Làm như thế nào để đo? Đo đó bằng công cụ là hệ số co giãn của nhu cầu theo giá. Nó đo lường xem là đối với sản phẩm này
1% thay đổi giá dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi của cầu. Sản phẩm khác 1% thay đổi của giá dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi của nhu cầu. Thì đó ta gọi là hệ số co giãn của nhu cầu theo giá. Nó đo lường mức độ phản ứng của nhu cầu so với sự thay đổi của giá cả của một sản phẩm. Đó là hệ số co giãn của nhu cầu theo giá. Mà cái loại co giãn thứ nhất chúng ta nghiên cứu đó là co giãn dòng cung. Co giãn dòng cung, công thức tính của nó là nó bằng phần trăm thay đổi của cầu, của nhu cầu chia cho phần trăm thay đổi của giá. Mà biểu thị bằng toán học nó là cái này. Cái này, phần trăm thay đổi của nhu cầu chia phần trăm thay đổi của giá, nó sẽ ra là 1% thay đổi của giá dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi của nhu cầu. Hệ số co giãn của nhu cầu theo giá nó đo lường xem là đối với sản phẩm này 1% thay đổi của giá dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi của nhu cầu. Công thức tính của chúng ta là delta Q trên Q0 chia delta B trên B0. Với delta Q và delta B là như thế này. Các anh chị nhìn vào đây, các anh chị đọc, có vẻ là các anh chị cũng có thể nắm được cái công thức này. Delta Q, và mà định nghĩa đó là mức thay đổi của nhu cầu. Mức thay đổi của nhu cầu nó bằng Q1 trừ Q0. Với Q0 là nhu cầu ở thời điểm gốc, thời điểm trước đây á, và Q1 là nhu cầu ở thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại này, giả sử như chúng ta nói là delta Q là số dương. Ta nói delta Q là số dương có nghĩa là sao? Nó delta Q là số dương có nghĩa là sao? Có nghĩa là Q1 lớn hơn Q0. Giá ở thời điểm, nhu cầu ở thời điểm hiện tại là Q1. Q1 là nhu cầu ở thời điểm hiện tại này. Lớn hơn nhu cầu ở thời điểm trước đó, thời điểm gốc. Có nghĩa là nhu cầu tăng lên. Đồng ý không? Delta Q này là con số dương, có nghĩa là nhu cầu tăng lên. Ngược lại delta Q là số âm. Là số âm có nghĩa là Q1 nhỏ hơn Q0. Nhu cầu thời điểm hiện tại nhỏ hơn nhu cầu thời điểm gốc. Có nghĩa là nhu cầu giảm xuống. Được không? Tương tự như vậy cho delta P. Delta P là mức thay đổi của giá, nó bằng P1 trừ cho P0. Với P0 là giá thời điểm gốc và P1 là giá thời điểm hiện tại. Đây là giá. Giả sử như tôi nói là delta V là con số dương. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là P1 lớn hơn P0 thì cái hiệu số này nó mới là ra là con số dương, đúng không? P1 lớn hơn P0 có nghĩa là giá thời điểm hiện tại lớn hơn giá thời điểm gốc. Có nghĩa là giá tăng lên. Ngược lại delta P là con số âm. Có nghĩa là giá thời điểm hiện tại nhỏ hơn giá thời điểm gốc, giá giảm xuống. Thì áp dụng cái công thức này để tính hệ số co giãn của nhu cầu theo giá, tôi sẽ cho các anh chị một cái ví dụ. Một cái ví dụ bằng số để tính cái hệ số co giãn của nhu cầu theo giá. Tôi có cột đây là P, đây là Q. P là giá, Q là nhu cầu. Qua khảo sát người ta thấy là nếu giá là 100, nhu cầu nó là 1.000. Giá tăng lên là 120, nhu cầu của nó là giảm xuống còn 700 chẳng hạn. Đây là một cái ví dụ giá tăng lên, nhu cầu giảm xuống cụ thể như thế này. Người ta biểu mình đi tính hệ số co giãn dòng cung của nhu cầu theo giá trong trường hợp này là bao nhiêu? Tính được. Đồng ý không? Tính được. Để tính được thì các anh chị đặt tên cho nó. Đặt tên cho những cái con số này. P đây là 100 đây. Nghĩa là giá ở thời điểm gốc. P0. Giá tăng lên 120 là giá thời điểm hiện tại. Đây là P1. Lượng cầu là 100 tương ứng với mức giá ban đầu, đó chính là Q0. Lượng cầu thời điểm hiện tại là 700, đây chính là Q1.
Chúng ta đã có đủ tất cả các thành phần để có thể tính hệ số co giãn vòng cung. Thì ED, cái công thức của nó bằng là delta Q trên Q0 chia cho delta P trên P0. Đúng không? Thì đây nó sẽ bằng là delta Q là bằng bao nhiêu? Nó bằng Q1 trừ Q0. Q1 trừ Q0 nó bằng 700 trừ đi cho 1000 chia cho Q0 chia cho 1000 chia cho delta P trên P0. Delta P ở đây là bằng P1 trừ P0 là nó bằng 120 trừ cho 100 chia cho P0, nó là 100. Đúng không? Có ai không rõ không? Có ai không rõ thì cứ hỏi nha. Có gì không rõ không? Thì tính cái này nó cũng không có khó. Ở trên nó là trừ 3 phần 10. 3 phần 10 đúng không? Đó là trừ 300 phần 1000, tức là 3 phần 10. Ở dưới nó là 2 phần 10. Thế rằng là trừ 3 phần 2 bằng là trừ 1,5. Hệ số co giãn của nhu cầu theo giá trong trường hợp này là trừ 1,5. Trừ 1,5. Thì tôi nói với các anh chị cái kết quả của cái hệ số co giãn của nhu cầu theo giá này. Đầu tiên nó luôn luôn là con số âm. Cái ED này luôn luôn là con số âm. Nó là luôn luôn là con số âm bởi vì sao? Bởi vì delta Q và delta P luôn luôn trái dấu nhau theo quy luật cầu. Nếu delta P là con số dương, có nghĩa là giá tăng, thì delta Q sẽ là con số âm, có nghĩa là nhu cầu giảm xuống. Và ngược lại, bao giờ kết quả nó cũng là con số âm. Đó là điều thứ nhất mà các anh chị cần phải nắm. Cái thứ hai là cái ý nghĩa của cái con số này, nó nói là cái gì? Con số trừ 1,5 này nó nói lên cái gì? Chúng ta biết bản chất của cái hệ số co giãn của nhu cầu theo giá, nó cho chúng ta biết là 1% thay đổi giá dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi của nhu cầu. Chúng ta ra kết quả là trừ 1,5. Có nghĩa rằng đối với sản phẩm này, đối với sản phẩm ta đang xét này, khi giá tăng lên 1%, nhu cầu sẽ giảm xuống là 1,5%. Giá tăng 1%, nhu cầu sẽ giảm xuống là 1,5%. Giá giảm 1%, nhu cầu sẽ tăng lên là 1,5%. Đó là cái cách đọc, cái ý nghĩa của hệ số co giãn của nhu cầu theo giá. 1% thay đổi giá dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi của nhu cầu. Kết quả đó cho chúng ta biết là, kết quả cụ thể này cho chúng ta biết là đối với sản phẩm này, khi giá tăng 1%, nhu cầu sẽ giảm xuống là 1,5%. Đó là cái cách đọc ý nghĩa của cái hệ số co giãn của nhu cầu theo giá. Thì khi mà có cái kết quả của hệ số co giãn nhu cầu theo giá, thì tùy theo kết quả đó mà chúng ta chia những hàng hóa thành 3 loại.
ba loại. Nếu hàng hóa nào chúng ta tính hệ số co giãn của giá theo, của nhu cầu theo giá mà chúng ta thấy nó là cái trị tuyệt đối của nó, thì tuyệt đối ở đây nó luôn luôn là, nó luôn luôn là con số âm. Chúng ta lấy trị tuyệt đối của nó thì nó phải là con số dương, đồng ý không? Nếu hàng hóa nào chúng ta tính hệ số co giãn của nhu cầu theo giá của nó mà trị tuyệt đối của nó lớn hơn 1 thì ta nói là hàng hóa có nhu cầu co giãn nhiều. Hàng hóa có nhu cầu co giãn nhiều. Hàng hóa co giãn, có nhu cầu co giãn nhiều ở đây có nghĩa là sao? Các anh chị nhớ lại. Cái đây nè. Bản chất của nó là nó đo lường xem là 1% thay đổi của giá dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi của nhu cầu. Đây là ví dụ tiêu biểu của trường hợp là trị tuyệt đối của OED lớn hơn 1. Nó là 1,5 là lớn hơn 1. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên là giá cả thay đổi 1%, nhu cầu thay đổi 1,5%. Phần trăm thay đổi của nhu cầu lớn hơn phần trăm thay đổi của giá. Thì những hàng hóa đó ta gọi là hàng hóa có nhu cầu co giãn nhiều. Giá thay đổi 1%, nhu cầu thay đổi lớn hơn 1%. Đồng ý không? Nhu cầu co giãn nhiều. Còn đối với hàng hóa mà có OD thì đối OD nhỏ hơn 1, ta nói hàng hóa có nhu cầu co giãn ít. Hàng hóa có nhu cầu co giãn ít có nghĩa là sao? Khi giá thay đổi 1%, nhu cầu thay đổi nhỏ hơn 1%. Đối với muối hồi nãy tôi nói chẳng hạn, đối với muối thì tăng giá lên là 100%, tức là cái mẫu số của nó là 100%, giá tăng lên 100%, nhu cầu giảm xuống là 5%. Các chị lấy 5% chia cho 100, nó ra một con số 0,05 gì đó, 0,02 gì đó, thì tuyệt đối của nó nhỏ hơn 1. Thì hàng hóa này là hàng hóa có nhu cầu co giãn ít, giá thay đổi 1%, nhu cầu thay đổi có 0,02% mà thôi. Hàng hóa này cái cầu của nó không có nhạy cảm so với sự thay đổi của giá. Giá thay đổi nhiều nhưng mà nhu cầu thay đổi rất là ít. Cái trường hợp thứ ba, nếu tính cái hệ số co giãn theo giá của nhu cầu, lấy trị tuyệt đối của nó bằng 1 thì ta nói hàng hóa có nhu cầu co giãn bằng đơn vị, bằng đơn vị tức là bằng 1 á, tức là phần trăm thay đổi của nhu cầu bằng đúng phần trăm thay đổi của giá. Giá thay đổi 1%, nhu cầu thay đổi đúng 1%, hệ số co giãn bằng đơn vị, bằng đơn vị tức là bằng 1 á. Đây là trường hợp trung gian, trung gian của hai trường hợp trên. Hai trường hợp trên thì nó có ý nghĩa kinh tế, còn trường hợp trung gian này không có ý nghĩa kinh tế lắm, chúng ta không có nói nhiều. Chúng ta đề cập đến hai cái hàng hóa này: hàng hóa có nhu cầu co giãn nhiều và hàng hóa có nhu cầu co giãn ít. Thì cái gì quy định là hàng hóa có nhu cầu co giãn nhiều, cái gì quy định hàng hóa có nhu cầu co giãn ít? Nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân căn bản nhất là khả năng thay thế của hàng hóa đó. Bây giờ các chị hình dung tôi đưa ra một cái hàng hóa chẳng là xăng để chạy xe. Các anh chị có thể đoán là xăng là hàng hóa có nhu cầu co giãn nhiều hay co giãn ít hay không? Mời một bạn ở Tây Ninh trả lời dùng thử coi cái câu này thử coi. Nếu có thể nói gì về xăng thì sẽ nói nó là hàng hóa co giãn nhiều hay co giãn ít. Dạ, là hàng hóa có giãn ít tại vì nó là nhu cầu thiết yếu. Cái câu 1, cái vế 1 trả lời, anh trả lời là đúng, nhưng mà giải thích không đúng. Không nhất thiết là hàng hóa thiết yếu thì sẽ có nhu cầu có giãn ít. Bởi vì tôi nói là cái bản chất của nó là tính thay thế của nó trong tiêu dùng. Nếu hàng hóa thiết yếu mà có nhiều hàng hóa khác thay thế cho nó trong tiêu dùng
thì cái co giãn của nó chưa chắc là co giãn ít. Bây giờ tôi nói là thịt heo cần thiết yếu không? Thiết yếu. Đa phần dân Việt Nam mình ăn thịt là ăn thịt heo, đồng ý không? Không có thịt heo sống không được, có sống chứ không phải sống không được, nhưng mà nó sẽ không phải là quá co giãn, có nhu cầu co giãn ít. Bởi vì sao? Có nhiều loại thịt khác có thể thay thế cho thịt heo, nhưng mà xăng, anh trả lời đúng là nó hàng là quá co giãn ít. Bây giờ giá xăng tăng lên, ví dụ là tăng lên 10% thôi, giá xăng tăng lên 10%, nhu cầu về xăng có giảm không? Có giảm nhưng mà giảm rất ít. Bởi vì sao? Mình đi làm mình phải đổ xăng vô xe thì nó mới chạy. Thì dù giá có tăng mình cũng phải mua xăng để đổ vô, mình không thể dùng phương tiện khác để mà đi làm được. Đi di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác chủ yếu của mình là sử dụng xe hai bánh, thì giá xăng có tăng, mình có giảm chút xíu thôi, nhưng mà vẫn phải mua. Do có hàng hóa nào hoặc không có hàng hóa nào có thể thay thế cho xăng làm phương tiện mà chúng ta lưu thông được, đồng ý không? Anh vừa nói anh có đồng ý không? Cách giải thích tôi anh có đồng ý không? Rồi rồi, cảm ơn anh ha. Xăng các anh chị hình dung nó là hàng hóa có nhu cầu co giãn ít, bởi vì không, gần như không có hàng hóa khác có thể thay thế cho nó. Giá có tăng nhưng mà anh cũng phải mua, đồng ý không? Nhưng mà hàng hóa khác, có nhiều hàng hóa có thể thay thế cho nó thì nó sẽ là có giảm nhiều. Tôi lấy ví dụ thế này, một loại dầu gội đầu, nào đó, dầu gội đầu, cái tên nào cho dễ đọc, dầu gội đầu đô, ví dụ vậy. Dầu gội đầu có phải là hàng hóa thiết yếu không? Thiết yếu chứ, 2 ngày không gội đầu khó chịu, thiết yếu, chúng ta ai cũng cần xài dầu gội đầu hết, đúng không? Nhưng mà riêng một loại dầu gội đầu nhất định nào đó, đồ một dầu gội đầu tên gọi là A chẳng hạn, thì hàng hóa đó là hàng hóa có nhu cầu có giảm nhiều hoặc có giảm ít, nó sẽ là có giảm nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà giá của riêng dầu gội đầu đó tăng lên một chút thì người ta sẽ chuyển nhu cầu sang mua những cái loại dầu gội đầu khác có công dụng tương đương mà giá nó không có tăng, thì làm cho giá anh chỉ cần tăng lên 10%, nhu cầu của hàng hóa chính, hàng hóa cái dầu gội đầu này giảm xuống, có khi giảm xuống tới 30-40% được, do người ta chuyển nhu cầu sang những hàng hóa có thể thay thế nó trong tiêu dùng. Cách như hình dung là giả sử như chỉ có một dầu, loại dầu gội đầu duy nhất bán ra thị trường, giá nó tăng lên 10% thì nhu cầu của nó giảm xuống không không có nhiều, bởi vì không có hàng hóa khác có thể thay thế cho nó mà người ta cần phải gội đầu, người ta phải mua. Nhưng mà khi có nhiều dầu gội đầu bán trên thị trường, trước là khả năng thay thế nó lớn, thì khi giá của một dầu, loại dầu gội đầu này tăng lên một chút thì nhu cầu của nó giảm xuống rất là mạnh, bởi vì người ta sẽ mua cái hàng hóa khác có thể thay thế cho nó. Thì cái bản chất của cái việc là hàng hóa này có nhu cầu co giãn nhiều hay là co giãn ít là do tính thay thế của hàng hóa đó trong tiêu dùng. Hàng hóa nào có nhiều hàng hóa khác có thể thay thế cho nó trong tiêu dùng thì nó sẽ là co giãn nhiều. Hàng hóa nào ít hoặc là không có hàng hóa khác có thể thay thế cho nó trong tiêu dùng thì nó sẽ là co giãn ít. Thì rất dễ dàng, các anh chị có thể liệt kê ra những cái hàng hóa nào mà co giãn ít. Tôi nói ví dụ như là xăng hồi nãy, nó là co giãn ít chắc chắn. Điện, điện là thiết yếu, nhưng mà cũng không có, gần như không có cái nào có thể thay thế cho nó trong tiêu dùng cả. Các anh chị có cái tivi, có cái quạt máy, có cái tủ lạnh thì phải cắm điện vô nó mới chạy, đồng ý không? Cắm thứ khác vô nó không chạy, không có cái gì có thể thay thế điện để mà chạy những cái dụng cụ sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cả. Thì giá điện dù có tăng lên chúng ta cũng phải mua, mặc dù chúng ta có tiết kiệm một chút nhưng mà cũng phải, vẫn phải mua. Thì đó là những cái hàng hóa mà có nhu cầu co giãn ít, đồng ý không? Thì đó là cái cách tính của cái hệ số co giãn. Thứ nhất là hệ số co giãn dòng cung, chúng ta gọi nó là hệ số co giãn dòng cung bởi vì chúng ta tính cái hệ số co giãn trong một cái đoạn nào đó nằm trên đường cầu. Như cái ví dụ hồi nãy chẳng hạn,
cái ví dụ hồi nãy của tôi á, là tính hệ số co giãn trong cái khoảng giá từ 100 lên 120, nó sẽ tương ứng với một đoạn nào đó nằm trên đường cầu, thì ta gọi là co giãn vòng cung. Để phân biệt với cái loại co giãn thứ hai là co giãn điểm. Cái loại co giãn của nhu cầu theo giá thứ hai là co giãn điểm. Hệ số co giãn điểm là chúng ta tính hệ số co giãn tại một điểm nào đó nằm trên đường cầu. Tại một điểm nào đó nằm trên đường cầu. Nó khác với hệ số co giãn vòng cung. Thì có hai cái cách tính hệ số co giãn điểm. À, giả sử rằng tôi có một cái đường cầu của một sản phẩm như thế này. Tôi cần tính hệ số co giãn điểm tại một điểm nào đó nằm trên đường cầu chỗ này. Điểm này. Tại điểm này nằm trên đường cầu. Tôi đặt là điểm A. Tôi cần tính hệ số co điểm tại một điểm nằm trên đường cầu đó, tôi đặt là điểm A. Điểm A nó sẽ tương ứng với mức giá là PA nào đó và lượng cầu tương ứng là QA nào đó. Tính hệ số co giãn điểm tại điểm A đó. Tại một điểm. Thì trước khi mà đi xác định hệ số co giãn điểm thì chúng ta thống nhất với nhau cái khái niệm điểm là cái gì? Điểm là cái gì trước? Điểm là cái gì? Điểm là cái gì? Thì không biết là trong toán học người ta định nghĩa điểm như thế nào. Nhưng mà kinh tế vi mô định nghĩa điểm như thế này. Điểm là hai điểm nhưng mà khoảng cách của nó là vô cùng bé. Khi mà hai điểm có khoảng cách vô cùng bé thì ta gọi đó là một điểm. Không biết các anh chị có thắc mắc gì không? Hai điểm có khoảng cách vô cùng bé thì ta gọi nó là một điểm. Thì ta hiểu điểm theo nghĩa đó. Không biết có ai mà thắc mắc gì thì cứ hỏi thì tôi sẽ giải đáp. Nhưng mà tôi định nghĩa điểm vậy đó. Được không? Có ai thắc mắc gì không? Thầy cho nên xin hỏi thầy Rồi. cái phần hồi nãy thầy nói phần bên khái niệm mà EVA thầy Ừ. là cho ví dụ là A là sản lượng lúa Ừ. là 30%, còn B là phân bón là 10%, Ừ. thì thầy nói là EVA là B theo A, thì Ừ. thầy nói là phần trăm thay đổi của A chia phần trăm thay đổi của B, nhưng mà cái phần trăm thay đổi của A chia phần trăm thay đổi của B thì như vậy là ở ngoài mình ghi là EAB là EBA này, thì không biết À cái đó là cái phân rồi rồi giải rồi thì rồi cái đó vậy là chắc là tôi lộn rồi đó. Như thế này, tôi nói lại các anh chị nha, tôi nói lại cái chỗ mà đặt tên gọi hệ số co giãn của cái gì so với cái gì á, thì nếu mà có lộn á thì các anh chị nhớ lại như thế này. Cái công thức tính hệ số co giãn của đại lượng này so với đại lượng khác là phần trăm thay đổi, tôi ghi cái ký hiệu này của A nào đó chia cho phần trăm thay đổi của B thì nó bằng cái hệ số co giãn là ơ. Nhưng mà các chị lưu ý là trong công thức này nè, cái mẫu số luôn luôn là nguyên nhân. Trong công thức tính hệ số co giãn bất kỳ hệ số co giãn nào, cái mẫu số này luôn luôn là nguyên nhân.
Tử số luôn luôn là kết quả. Các chị thấy cái ví dụ tôi hồi nãy là phân bón thay đổi kéo theo sản lượng lúa thay đổi, thì cái sự thay đổi của phân bón là dưới mẫu số này luôn luôn là nguyên nhân, còn cái trên cái tử số luôn luôn là kết quả của nguyên nhân đó. Chúng ta quay lại cái hệ số co giãn của nhu cầu theo giá. Sự thay đổi của giá là nguyên nhân dẫn đến kết quả thay đổi là lượng cầu, đồng ý không? Thì hệ số co giãn là hệ số co giãn của cái tử số so với cái mẫu số. Nếu hồi nãy tôi có ghi cái này là tôi ghi của B theo A thì là sai. Hệ số co giãn bây giờ nếu mà lấy phần trăm thay đổi của A chia phần trăm thay đổi của B thì đó phải là hệ số co giãn của A theo B. Hệ số co giãn của cái gì? Của cái tử số này theo cái mẫu số này. Đó là cái trật tự mà chúng ta đặt tên nó, trật tự chúng ta đặt tên gọi của nó. Không biết là tôi có trả lời được câu hỏi của chị không? Chị vừa đặt câu hỏi có thỏa mãn cái câu trả lời đó chưa? Rồi, rồi không có chị. Hồi nãy tôi có đặt, nếu có đặt lộn thì các anh chị sửa lại nha. Các anh chị hiểu các anh chị đặt theo nguyên tắc này. Cái hệ số co giãn là của cái kết quả so với nguyên nhân, của cái tử số so với cái mẫu số. Hệ số co giãn của nhu cầu theo giá, hệ số co giãn của sản lượng theo phân bón. Đồng ý không? Tôi nói tiếp cái cách tính. Tôi kéo dài cái này ra một chút, có khi là nó cần cho chúng ta. Tôi tính cần tính hệ số co giãn tại điểm A này. Tính hệ số co giãn tại điểm A để làm cái gì? Nếu mà tôi biết cái hệ số co giãn điểm tại điểm A, tôi sẽ biết là nếu tôi đang bán hàng hóa với mức giá là PA, tôi tăng giá lên 1%, nhu cầu sẽ giảm xuống là bao nhiêu phần trăm. Hoặc là tôi giảm giá xuống 1%, nhu cầu của tôi sẽ tăng lên là bao nhiêu phần trăm. Thì cái hệ số co giãn điểm này, cái tác dụng của nó, cái tính thiết thực của nó cao hơn so với hệ số co giãn dòng cung. Thì chúng ta bắt đầu đi tính hệ số co giãn này bằng cái phương pháp mà ta gọi là phương pháp hình học á, cách một á, phương pháp hình học. Hệ số co giãn nếu có một cái chúng ta có một đường cầu như thế này, chúng ta muốn tính hệ số co giãn điểm tại điểm K chẳng hạn, tại điểm K, thì cách tính của nó sẽ bằng là số âm, dấu âm lần trước, bởi vì hệ số co giãn của nhu cầu theo giá luôn luôn là con số âm. Nó bằng QKL này, là đoạn này, đoạn QKL này chia cho OQK, là chia cho đoạn này. Cái này có lẽ là chắc tôi không chứng minh đâu. Hồi nãy tôi tính chứng minh nhưng mà chắc mất thời gian quá, tôi không chứng minh. Các anh chị đọc trong tài liệu, tôi không chứng minh. Tôi lấy cái kết quả thôi, là hệ số co giãn điểm tại điểm K nào đó, một điểm nào đó, thì các chị biết được là xác định được cái lượng cầu tương ứng với điểm đó. Giả sử tại điểm K này thì lượng cầu của nó là, lượng cầu tương ứng của nó là QK. Hệ số co giãn điểm tại điểm K nó sẽ bằng đoạn này, QKL này chia cho OQK. Đó là cái kết quả của cái cách tính thứ nhất, là tính hệ số co giãn điểm. Tôi quay lại cái hình này. Tôi đặt đây là L. Tôi đặt đây là O. Tôi muốn đính tính hệ số co giãn điểm tại điểm A thì nó sẽ bằng là
dấu trừ đằng trước. QUAL. Chia cho OQA. Được chưa, phải không? Một điểm khác. Tôi muốn tính hệ số co giãn điểm tại điểm B. Tại điểm B này. Điểm B tương ứng với mức giá là nào đó tôi không biết, điều tôi cần là cái nhu cầu tại điểm B tôi đặt là QB. Thì ED áp dụng cái công thức như vậy, ED tại điểm B nó sẽ bằng là dấu trừ đằng trước. QBL chia cho OQB. Được không? Bằng cách này thì các anh chị có thể là tính hệ số co giãn điểm tại bất kỳ một điểm nào nằm trên đường cầu có giãn đường thẳng. Cho tôi một điểm trên một cái đường cầu có giãn đường thẳng, tôi sẽ áp dụng công thức này, tôi sẽ tính được hệ số co giãn điểm tại bất kỳ điểm nào. Đồng ý không? Bây giờ các anh chị có thể xác định được điểm nào mà hệ số co giãn điểm nó bằng 1 không? Hệ số co giãn điểm nó bằng 1, tính được không? Tính được. Bằng cách nào? Các anh chị chọn cái điểm giữa của ON là trung điểm của ON là nằm ở chỗ này. Tôi đã đây là QC. Với QC này là điểm giữa của OL. QC này nó sẽ tương ứng với một điểm nào đó nằm trên cái đường cầu này mà tôi đặt nó là điểm C. Điểm C. Thì tại điểm C đó ED sẽ bằng 1. Các anh chị biết tại sao không? Bởi vì hệ số co giãn của tại điểm C, hệ số co giãn điểm tại điểm C nó sẽ bằng QCL chia cho OQC, mà QC là điểm giữa của OL, cho nên là cái đoạn OQC và QCL nó bằng nhau, thương số nó sẽ là bằng 1. Đồng ý không? ED tại điểm C nó bằng là trừ QBL chia cho QC chứ QC cho QCL chia cho OQC bằng là trừ 1 tại điểm này, tại điểm C đó ED sẽ bằng trừ 1. Với điều kiện các anh chị lưu ý nha, với điều kiện là chúng ta đã chọn trước QC là điểm giữa của OL. Đồng ý không? Các anh chị lưu ý cái chỗ này, cái chỗ điểm C á. Các anh chị lưu ý một chút điểm đó. Tôi sẽ kéo dài cái này ra một chút. Kéo dài cái đường cầu ra một chút. Thì tôi đặt cái chỗ này là điểm K đi. Điểm K. Các anh chị có thể nói gì về hệ số co giãn của nhu cầu theo giá, hệ số co giãn điểm của những điểm nằm trong cái đoạn KC này. Nằm trong cái đoạn KC này. Hệ số co giãn của nhu cầu theo giá của nó, các anh chị có thể nói gì về nó? Trị tuyệt đối nó lớn hơn 1.
thì tuyệt đối nó lớn hơn một. Bởi vì sao? Giả sử tại điểm A chẳng hạn, điểm A này nằm trong đoạn KC, đồng ý không? Tính hệ số co giãn của nó sẽ bằng một đoạn lớn hơn chia cho một đoạn nhỏ hơn, thì hệ số, thì kết quả của nó về mặt trị tuyệt đối nó sẽ lớn hơn một, đúng không? Bởi vì chúng ta biết là điểm C này là trung điểm rồi, thì QAL nó phải lớn hơn là OQA. Những điểm nằm trong cái đoạn KC này, ED của nó lấy về mặt trị tuyệt đối sẽ lớn hơn một. Những điểm nằm trong cái đoạn đoạn K KC này. Ngược lại, những điểm nằm trong cái đoạn CL này, CL này, thì hệ số co giãn điểm của nó sẽ nhỏ hơn một, về mặt trị tuyệt đối sẽ nhỏ hơn một. Đơn giản thôi, bởi vì hệ số co giãn điểm của những điểm nằm trong đoạn CL này nó sẽ bằng một cái đoạn lớn, một đoạn nhỏ hơn chia cho một cái đoạn lớn hơn, thì kết quả nó sẽ nhỏ hơn một. Tại điểm B chẳng hạn, chúng ta biết C là trung điểm rồi, thì QBL nó sẽ nhỏ hơn là OQB, thì hệ số co giãn điểm ở điểm B này nó bằng QBL chia cho OQB nhỏ hơn một, xét về mặt trị tuyệt đối. Thì những cái đoạn nằm trong cái, những cái điểm nằm trong cái đoạn này ED của nó xét về mặt trị tuyệt đối nhỏ hơn một. Có ai không rõ không? Ai không rõ thì cứ cứ nói. Bây giờ ngay điểm L, ngay điểm L này, hệ số co giãn điểm nó sẽ là bao nhiêu? Hệ số co giãn điểm tại điểm L nó sẽ bằng bao nhiêu? Để biết hệ số co giãn điểm tại điểm L bao nhiêu thì các anh chị tính một cái chỗ nào đó, hệ số co giãn điểm tại một điểm là kề sát bên L này, rất sát bên, ở L này, nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng một đoạn rất nhỏ chia một đoạn rất lớn, kết quả của nó là sẽ ra rất nhỏ gần bằng zero, đúng không? Còn ngay tại điểm L này, hệ số co giãn điểm nó sẽ bằng zero chia cho OL, thì kết quả nó sẽ bằng zero. Thì ở đây tại điểm L nó sẽ bằng zero chia cho OL, dấu trừ trước, thì nó sẽ bằng là bằng zero. Ở đây chỗ L này bằng zero. Tại điểm K này ở đây bằng bao nhiêu? Để biết là hệ số co giãn tại điểm K là bằng bao nhiêu á, chúng ta tính một hệ số co giãn điểm tại một điểm nằm kề sát bên điểm K này. Điểm nằm kề sát điểm K tương ứng với là mức sản lượng rất nhỏ đây. Hệ số co giãn điểm của nó sẽ bằng một đoạn rất lớn chia cho một đoạn rất là nhỏ. Kết quả của nó sẽ ra một con số rất lớn. Đồng ý không? Thì ngay tại điểm K, hệ số co giãn điểm nó sẽ bằng vô cực. ODK nó sẽ bằng là, nó sẽ bằng là OL chia cho zero bằng là vô cực, vô trừ trước. Thì dọc theo một đường cầu có dạng đường thẳng, dọc theo một đường cầu từ K đến L này, dọc một theo một đường cầu, hệ số co giãn điểm tính theo giá trị tuyệt đối sẽ giảm dần. Nó bắt đầu bằng vô cực ở đây, nó giảm 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 xuống đây, giảm đến điểm C, hệ số co giãn điểm bằng một, nó giảm, nó thấp hơn một, giảm giảm đến L thì nó bằng zero. Hệ số co giãn điểm nó sẽ dao động của một đường cầu, nó sẽ dao động từ vô cực đến zero. Ngay tại điểm giữa này, hệ số co giãn điểm tính theo trị tuyệt đối nó sẽ bằng một, được không? Có ai thắc mắc gì không? Ở Tiền Giang cho xin một thắc mắc đi.
Người Tiền Giang có ai thắc mắc không? Em muốn hỏi cô chủ EDK nó là bằng trừ vô cùng hay là bằng vô cùng này? Số vô cùng lớn hay là Ồ, vô cùng số lớn vô á, cùng bé này? vô cùng lớn á. Đúng ra là vô cùng bé nhưng mà mình lấy trị tuyệt đối, tất cả những cái này lấy trị tuyệt đối hết, đồng ý không? Nó luôn luôn là con số âm á. Tất cả những cái số liệu về 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 hệ số co giãn điểm này tất cả đều là con số âm, nhưng mà ở đây chúng ta lấy trị tuyệt đối thì xét về mặt trị tuyệt đối dọc theo một đường cầu hệ số co giãn điểm sẽ giảm dần, xét về mặt trị tuyệt đối thôi. Không biết tôi có trả lời đúng cái câu hỏi của anh không? Anh alo. Vâng, Rồi rồi, anh có được phải không? Tức là về mặt bản chất thì hệ số co giãn điểm phải là con số âm. Nhưng mà ở đây tất cả những cái là hồi nãy giờ tôi nói các anh chị là trị tuyệt đối hết á. Trị tuyệt đối hết. Nếu lấy trị tuyệt đối thì dọc theo một đường cầu từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc hệ số co giãn điểm của nó sẽ giảm dần, đồng ý không? Còn nếu anh không lấy trị tuyệt đối thì nó sẽ tăng dần, đồng ý không? Tăng dần tức là bằng zero là lớn nhất này, đây là trừ vô cùng này là nhỏ nhất này, đồng ý không? Nếu anh không lấy trị tuyệt đối thì dọc theo một đường cầu từ k đến l thì hệ số co giãn điểm sẽ tăng dần, đồng ý không? Nhưng mà nếu lấy trị tuyệt đối của nó thì dọc theo một đường cầu từ k đến l hệ số co giãn điểm sẽ giảm dần, được không? Thì thường là khi tính hệ số co giãn điểm người ta ấy thường là dùng cái trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối nó thể hiện cái ý nghĩa của cái số liệu nhiều hơn là nếu mà chúng ta sử dụng luôn cái dấu. Đó là cái cách tính. Rồi rồi, đó là cái cách tính, tôi nói cái cách tính thứ nhất về hệ số co giãn của nhu cầu theo giá mà co giãn dòng cung. Bây giờ có cách tính thứ hai. Cách tính thứ hai là cách tính mà người ta gọi là theo cái cách phương pháp đại số. Phương pháp thứ nhất, phương pháp hình học. Phương pháp thứ hai này, phương pháp đại số. Thì hệ số co giãn điểm tại một điểm nào đó thì nó sẽ bằng là nghịch đảo của độ dốc của đường cầu. Cái này tại vì trong cái phần mềm này tôi không bỏ dấu được. Chứ đây là tiếng Việt chứ không phải là tiếng, không phải là tiếng Campuchia đâu nha. Tiếng Việt. Độ dốc của đường cầu nhân cho P chia cho Q. Thôi tôi không chứng minh cái này. Tôi không chứng minh. Cái delta Q trên delta P này thực sự là nghịch đảo của độ dốc đường cầu. Tôi không chứng minh. Mà tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ. Sau đó chúng ta làm cái bài tập trên ví dụ đó theo hai cách. Vậy thôi chứ tôi không không chứng minh, không có thời gian nhiều để chứng minh đâu. À, tôi có một ví dụ thế này. À, tôi có một cái ví dụ như sau. Tôi có hàm cầu. Hàm cầu của một sản phẩm có dạng như thế này. P bằng trừ 5Q. Q là QD á. Cộng 1.000. Người ta biểu mình xác định hệ số co giãn điểm tại điểm có giá là
có giá là 200. Bằng hai cách. Nó là hai cách, nhưng mà hai cách đó kết quả phải giống nhau. Thì chúng ta sẽ làm theo cách thứ nhất trước. Để mà giải cái bài toán này theo cách thứ nhất thì tốt nhất là các anh chị vẽ cái hình ra. Tôi sẽ vẽ cái hình đó ra. Vẽ hình ở đây là chúng ta sẽ vẽ cái đường cầu á. Cách vẽ đường cầu thì có lẽ là các anh chị cũng 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 nếu mà người nào không quen thì nhìn vô đây cho nó quen. Đây là giá. Đây là lương cầu. Đây là phương trình của một đường thẳng. Cái hàm số này. Phương trình của một đường thẳng. Để vẽ lên một đường thẳng, các anh chị chỉ cần xác định hai điểm thôi. Đúng không? Hai điểm. Cái điểm thứ nhất là chúng ta cho V bằng 0 thì Q sẽ bằng 1.000. Cái này là ta gọi là quanh đổ gốc. Đây là 1.000. 1.000 này đâu mà có. Chúng ta cho P bằng 0, cho Q bằng 0 thì P nó bằng bao nhiêu? Thì trường hợp giá trị là 1.000. Tung đổ gốc tức là chúng ta cho cái Q bằng 0 thì P là bao nhiêu? Xin lỗi, lộn rồi, tôi lộn rồi. Khi Q bằng 0 thì P nó bằng 1.000, 1.000 nằm chỗ này. Q bằng 0 thì B bằng 1.000 đúng không? Ở đây nè, phương trình này, chúng ta cho Q bằng 0 thì B bằng 1.000. Bây giờ chúng ta cho B bằng 0 thì Q nó sẽ bằng là 1.000 chia cho 5 thì nó sẽ bằng là 200. Chỗ này phải là 200 mới đúng. Các anh chị đừng có thắc mắc tại sao 200 nó dài hơn 1.000 nha. Bởi vì đây là hai cái đơn vị tính khác nhau. Đúng không? Ở trục hoành của nó là Q là sản lượng, là lượng. Còn trục tung là P là giá. Hai cái đơn vị tính khác nhau. Ra cái đường cầu của mình á. Đây là đường cầu của mình. Người ta biểu mình xác định hệ số cơ giản điểm tại điểm có mức giá P bằng 200. P bằng 200 nó nằm ở đây nè. P bằng 200 ở đây nó sẽ tương ứng với lại Q nó đâu.
quy bằng bao nhiêu đó chúng ta phải xác định được. Vậy là người ta biểu mình xác định hệ số co giãn điểm tại cái điểm này nè. Tại điểm này. Điểm này tôi đặt là điểm điểm A chẳng hạn. Ta biểu mình xác định hệ số co giãn điểm tại điểm A đó. Giá trị của chỗ này sẽ là 200. Các chị có thể xác định được giá trị tại tại cái điểm này, cái sản lượng tương ứng với mức giá 200 đó. Các chị xác định được đúng không? Bằng cách như thế nào? Bằng cách thế B bằng 200 vô đây. Các chị sẽ xác định được là Q là bao nhiêu. Nếu mà B bằng 200 thì Q bằng bao nhiêu? B bằng 200 thì trừ 5Q nó sẽ bằng 200 đúng không? Trừ 5Q. Trừ 5Q nó bằng bằng 5Q nó sẽ bằng 800. Ở đây tôi có là Q nó sẽ bằng là trừ 1 phần 5P cộng cho 200. P bằng 200. 200. 200 chia cho 5 là 40 là 160. Thì là 160. Đồng ý không? Ai thắc mắc gì cứ nói nha. Các chị thế vô cái phương trình của đường cầu này B bằng 200 thì Q sẽ bằng là bao nhiêu thì chúng ta biết được Q nó sẽ bằng là 160. Đồng ý không? Thì bây giờ chúng ta đã làm được rồi. ED tại điểm A nó bằng là cái đoạn này hồi nãy là QAL đó chia cho OQA. Cái đoạn đầu này là bao nhiêu? Là 200 trừ 160. Vô trường trước không? 200 trừ 160 là 40. Đoạn này nó là 160. Nó bằng là trừ 1 phần 4. Nó bằng là trừ 0,25. Được không? Có ai thắc mắc gì không? Đó là cách thứ nhất chúng ta ra kết quả là ED bằng trừ 0,25. Bây giờ cách thứ hai. Cách hai. ED nó sẽ bằng là ED nó bằng là nghịch đảo độ dốc của đường cầu 1 trên A nhân cho B chia cho Q. À, công thức mình có đó. Nghịch đảo độ dốc của đường cầu nhân cho B trên cho Q. A ở đây là cái gì? A là độ dốc của đường cầu mà cũng là hệ số gốc của đường cầu. Một phương trình có dạng P theo Q như thế này thì con số đứng đằng trước cái Q á là hệ số gốc của đường thẳng mà cũng chính là hệ số gốc đường cầu. Hệ số gốc của đường cầu trong trường hợp này là 5, trừ 5. Chính xác là trừ 5. Đồng ý không? Trừ 5. Các chị lưu ý là chỉ khi nào đường cầu của mình người ta cho cái dạng P theo Q thì hệ số gốc mới là con số đứng đằng trước cái Q đó. Trong trường hợp này cụ thể là nó bằng trừ 5 á. Thì nó sẽ bằng là 1 trên trừ 5 nhân cho
nhân P là giá là 200 chia cho Q, Q trong hợp là bao nhiêu? 106. Nó có ra 0,25 không? Nếu được giản lược ở đây thì 5,440 thì đúng rồi. Nó bằng là trừ 40 trên 160. Bởi vì 200 chia cho 5 thì nó bằng là 40 đúng không? Thì nó bằng đúng với kết quả hồi nãy là trừ 0,25. Hai kết quả này là như nhau nè. Dù có tính bằng cái công thức nào đi chăng nữa, bằng cách nào đi chăng nữa, thì hệ số co giãn điểm nó cũng phải giống nhau, kết quả nó phải giống nhau thì mới đúng. Tại vì con nó mắc vậy nè. Rồi. Tây Ninh chắc không luôn phải không? À, không thắc mắc. Hello, thầy ơi. Rồi. Rồi rồi. À, Tây Ninh hỏi thầy ơi, sao rồi. Cái cách 2 sao không có dấu âm đó thầy? Cái A này nè. Công thức đó này. Cái A này nè. Ở trong công thức á, trong cách 2 á, trong cách 2 tại sao trong công thức em không thấy có dấu âm đó thầy? Cái A này nè. Luôn luôn là số âm. Không, em hỏi trong phần công thức đó này. Cái công thức em thấy nó có delta Q cái delta P đó này. Cách 2 hả? Ở cái phần công thức của nó này. Công thức đây đây đúng không? Trên màn hình này đúng không? Đây là bài giảng đó này. Rồi rồi thì đây nè, đúng không? Các anh thấy chưa? Thì trên trên bài giảng là đang hiện trên trên màn hình phải không? Thì trả lời là độ dốc của đường cầu này luôn luôn là số âm. Kết quả này phải luôn luôn là số âm. Do cái độ dốc của đường cầu này luôn luôn là số âm. Được không? Delta Q trên delta B này là luôn luôn trái dấu. Cái này luôn luôn là số âm. Cái này luôn luôn là số âm. Cái này cũng luôn luôn là con số âm. Bởi vì độ dốc của đường cầu là con số âm. Được không? Vậy mình muốn nói là delta Q trên delta B là nó được thay bằng độ dốc đó này. Delta Q trên delta B là thực sự nó là độ dốc của đường cầu á. Là nghịch đảo của độ dốc của đường cầu. Nghịch đảo. Delta P trên delta Q mới là độ dốc của đường cầu. Còn delta Q trên delta P là nghịch đảo của độ dốc của đường cầu. Bản chất của delta Q trên delta P này là nó là con số âm rồi. Anh có nắm được không? À, nếu như đặt trường hợp cái bài toán mà nó không có cái hàm số vậy thì mình sẽ tính được cái delta Q delta P. Ừ. Thì nó phải là con số âm. Cảm ơn thầy. Rồi rồi. Nhưng mà khi tính hệ số co giãn điểm theo cách 2 này, các anh chị lấy cái kết quả cuối cùng thôi, dựa vào kết quả cuối cùng để tính thôi. Tức là nghịch đảo độ dốc đường cầu nhân P trên Q. Được không? Còn những cái trước này là chứng minh đó. Là chứng minh thôi. Chứ không phải là kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng là đây nè. Nghịch đảo độ dốc đường cầu nhân P chia cho Q. Đó là kết quả cuối cùng các anh chị sử dụng nó để tính. À, tôi nói một chút các anh chị về ý nghĩa kinh tế.